Tiểu Rolex OB8932 mình đã có hàng trở lại để phục vụ anh em đây. Đây là 3 chiếc tiểu Rolex OB8932 cọc số đính đá rất là đẹp. Chúng ta sẽ có được mặt kính sapphire và kính lúp ở góc 3 giờ. Đây là phiên bản mới năm 2024 với việc cải tiến cái bộ kim, kim giờ và kim phút sẽ to hơn. Nó sẽ có được cái dạ quang sáng hơn so với phiên bản cũ. Mặt số chải tia sunburst rất là đẹp và ở đây mình sẽ có được 3 phiên bản màu đen, màu xanh lá cây và màu xanh dương. Rất là sang trọng, dễ dàng lên tay và với cái vỏ trắng thép không rỉ này thì anh em thấy là nó sẽ có cho chúng ta một cái chất lượng rất tuyệt vời, bền bỉ. Bộ dây Jubilee sang trọng vô cùng. Đây là một chiếc đồng hồ sử dụng bộ máy của Seiko, máy NH rất là bền. Tất cả là sản phẩm mới ra đợt này, mình về được một lô khá là nhiều. Anh em nào ưng chiếc nào thì có thể ghé qua đeo thử. Mình sẽ lên tay chiếc màu đen. Cổ tay của Xiaomi là 16cm, mình cao 1m74 và nặng tầm khoảng 70kg để anh em có thể ước lượng được và khi lên tay nha. Thậm chí mình có size nhỏ cho anh em luôn, size 36.5. Đây là chiếc màu xanh lá, xanh lục bảo nè, cũng rất là hiếm, cháy hàng tầm khoảng 4-5 tháng rồi. Mặt chải tia sunburst rất đẹp luôn, có cả phiên bản mới cọc vạch luôn nha. Còn cọc đính đá này thì nó khá là hiếm, niền khía, mặt sang rất là tốt luôn. Mặt sau nắp lưng sẽ là một cái mặt đáy kính, mình sẽ có cái thông tin và có cả cái tem của bộ công an cấp luôn. Đây là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trường Hoang, sản phẩm từ công ty luôn. Và chúng ta sẽ tách cái gói bảo hành của hãng ra nên sẽ được cái giá rất là tốt. Chỉ hơn 4 triệu anh em đã sở hữu một chiếc đồng hồ đẹp như thế này, form dáng sang trọng, trẻ trung. Hiện tại thì mình đang có sẵn trước mắt anh em là 4 màu nè, 4 phiên bản, 3 màu cùng với một cái phiên bản màu xanh cọc số vạch. Rất là đẹp. Mình là Jimmy, follow kênh mình để theo dõi những mẫu đồng hồ khác nha.